Ngày nào cô gái cũng mang cơm cho ông ăn xin. 2 năm sau, con trai ông mang đến tặng món quà bất ngờ. Trên đoạn phố sầm uất đó có rất nhiều nhà hàng khách sạn cao cấp, và nơi Hiền làm cũng là một trong số đó. Hiền chỉ là cô gái nhà nghèo lên thành phố bươn chải, vất vả đủ điều, nhưng cô luôn là cô gái tốt bụng, thích giúp đỡ những người xung quanh. Dạo gần đây có một ông già đang lang thang cơ nhỡ ở đâu đến khu phố này. Những cửa hàng khác nhìn thấy ông đều đuổi như đuổi tà, không cho lại gần vì sợ bẩn thỉu, sợ ảnh hưởng đến công việc kinh doanh. Chỉ khi ông dừng lại trước khách sạn xa hoa nơi Hiền làm, đúng lúc chú bảo vệ định đuổi ông ta đi thì Hiền chạy ra cản. Cô còn lén vào khách sạn lấy đồ ăn thừa của khách mang ra cho người lang thang kia ăn. Bác bảo vệ thấy thế thì kéo Hiền lại. Cháu không sợ bị ông chủ biết được lại đuổi việc à? Hiền chép miệng. Đồ ăn thừa đằng nào cũng đổ, mà ông ấy thì đang đói như vậy cháu. Người lang thang cầm bát cơm Hiền đưa rưng rưng nước mắt và lấy và để. Ăn xong ông ta cảm ơn rồi lại lết đi. Thế nhưng hôm sau ông ta lại mò đến trước cửa khách sạn đó. Mặc dù Hiền không biết ông ta đã ngủ ở đâu, nhưng cứ đến bữa ăn là ông ta lại tìm đến Hiền xin cơm. Hiền thương hại ông cụ lớn tuổi lại không nơi nương tựa, nên lần nào cũng lén lút mang cơm thừa ra cho ông. Từ đó ngày nào người đó cũng đến xin ăn đúng bữa như một thói quen của ông và Hiền suốt 2 năm trời. Có lần Hiền còn bị ông chủ bắt được và chửi mắng một trận tơi bời. Nhưng sau đó để giải quyết việc này, Hiền phải tự trả một phần số lương của mình để đổi lấy cơm thừa đó cho ông cụ. Tuy cuộc sống có thêm chút khó khăn thiếu thốn, nhưng Hiền vẫn không thể bỏ rơi người lang thang ấy. Cho đến một hôm, chờ mãi không thấy ông cụ đến xin cơm như mọi lần, Hiền cứ nghĩ chắc ông đã chuyển đi nơi khác rồi. Cô lặng lẽ quay vào làm việc tiếp. Được vài tháng, Hiền đang đứng ở cửa thì thấy một chiếc xe đời mới đắt tiền đổ trước cửa khách sạn. Và một người thanh niên trên xe bước xuống, tiến vào. Cứ nghĩ đó là khách bình thường như mọi lần, Hiền cúi đầu chào. Nhưng người kia đến trước mặt cô thì dừng lại. Cô có phải là Hiền không? Đúng rồi, tôi là Hiền đây. Nhưng có chuyện gì thế anh? Hiền vừa dứt lời, người kia bỗng quỳ sụp xuống chân khiến cô hốt hoảng. Có chuyện gì thế anh? Lúc này anh mới kể hết sự tình. Hóa ra anh là con trai của ông cụ lang thang mà Hiền đã giúp đỡ trước đây. Cha của anh 3 năm trước, vì trong người có bệnh tật, sợ ảnh hưởng đến con cái mà bỏ nhà đi biệt tích. Cả gia đình đã gắng sức đi tìm nhưng vẫn không có tin tức gì, và họ cứ nghĩ cha mình đã qua đời. Thật không ngờ sau đó ông lại trở lại bình an. Sau đó người con đã lập tức đưa bố vào viện điều trị. Anh ta mừng rỡ nói, căn bệnh của bố tôi cũng đỡ hơn rất nhiều, đang chuyển biến rất tốt. Trước kia ông cứ nghĩ đó là bệnh nan y, nhưng không phải vậy. Và hôm nay ông ấy đòi đến đây để gặp cô. Ông ấy nói nhất định phải đền ơn cho ân nhân của ông. Anh vừa nói đến đây thì ông cụ mở cửa xe bước ra. Nhìn thấy Hiền, ông chợt khóc nhưng lại kìm nén. Ông nắm lấy tay Hiền, còn cô thì cũng rưng rưng nước mắt. Ông đã khỏe rồi sao? Nhìn ông thế này con mừng lắm ạ. Ông cụ nói, cảm ơn cháu. Cháu đúng là một đứa bé tốt bụng. Nếu không có cháu ta đã bị bỏ đói đến chết ở đường. Mặc cho Hiền nói không cần cảm ơn, bởi vì đó là việc nên làm. Ông lão chỉ ra chiếc xe và nói, chiếc xe này ông mua tặng cháu, cháu xem có thích không? Hiền choáng váng nhìn chiếc xe hơi đắt tiền bóng loáng đổ ở cửa, cô vội vã xua tay không nhận. Nhưng ông cụ lại nắm chặt tay cô và mỉm cười. Cứu một mạng người như thế này còn là quá rẻ, ông vẫn được lãi rồi. Nếu cháu không nhận, ta và con trai sẽ quỳ luôn ở đây đấy. Không còn cách nào khác, Hiền đành nhận chiếc xe. Cũng từ hôm đó hai bố con của ông lão thường xuyên đến khách sạn nghỉ ngơi ăn uống. Còn Hiền khoảng thời gian sau đó cũng cố gắng học tập, trau dồi thêm kiến thức, cũng như chăm chỉ hết lòng về công việc tại khách sạn. May mắn cũng mỉm cười, cô được thăng chức lên quản lý. Cuộc sống của cô sau lần gặp gỡ định mệnh đó dường như thay đổi hoàn toàn. Đúng là làm điều tốt không cần người trả ơn, nhưng chắc chắn gieo nhân nào sẽ gặp quả đấy. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những tin tức hấp dẫn mỗi ngày. Hẹn gặp lại các bạn ở bản tin tiếp theo. Bị đuổi đi, vợ mang hết tiền giúp một ông lão ăn xin và được ông dúi vào tay mảnh giấy. Một năm sau nhờ nó mà ai nhìn vào cũng kinh hãi. Một năm chị biến mất, mọi người tưởng chị chán nản bỏ đi biệt xứ. Rồi chị đột ngột xuất hiện, ai cũng giật mình kinh hãi. Chị sang trọng, lịch lãm với chiếc bụng bầu đang nhô dần lên. Chị về làm dâu nhà anh với 2 bàn tay trắng,
chính vì thế mọi người mới nói chị bị nhà chồng coi thường, khinh rẻ. Chị nghe mà như nuốt từng lời cay đắng vào sâu tận trong tâm. Nhưng sự coi thường, khinh rẻ đó không phải chỉ xuất phát từ việc chị không có của hồi môn, gia đình nhà chị không có điều kiện, mà còn xuất phát từ chuyện chị không sinh được con. 3 năm, chị cũng đã tròn 3 năm sống trong cái kiếp dâu không ra dâu, vợ chẳng ra vợ. Bố mẹ chồng chị cứ nhìn thấy chị là mỉa mai, đã nghèo, đã rách nát lại còn không biết đẻ. Không biết sao nhà tôi lại vô phúc đến mức rước cô về làm dâu cơ chứ. Ôi thằng con trai của tôi, thật là tội nghiệp cho nó quá. Chị nghe những lời trì chiết đó như dao đâm vào tim, nhưng chừng đó vẫn chưa thể bằng được sự lạnh lùng, bạc bẽo của anh với chị. Anh không bỏ chị, nhưng từ khi biết chị vô sinh, anh chẳng còn coi chị là vợ nữa. Anh mặc sức vui hí ở những cuộc tình chớp nhoáng bên ngoài, nhưng lại không để có con với họ. Anh muốn hành hạ chị, muốn chị phải nếm trải cay đắng đến tận tâm can. Thật ra chuyện vô sinh của chị vẫn có thể giải quyết được. Thật lòng mà nói, chị mắc phải căn bệnh trứng lép. Bác sĩ nói chỉ cần đi kích trứng thành công, chị sẽ có thể mang thai được, nhưng chi phí không hề rẻ. Cả nhà chồng chị nói, chị đã không có gì mang về nhà chồng rồi, thì sẽ chẳng có quyền gì mà yêu cầu giúp đỡ hết. Tốt nhất chị nên tự thân vận động đi thì hơn. Chị không hiểu chị còn phải sống như thế này bao giờ nữa. 3 năm về nhà chồng, chị đã phải cố gắng, vô cùng cố gắng để bù đắp cho những thứ mà chị không thể mang lại cho gia đình chồng. Ấy thế mà mọi sự cố gắng của chị đều bị chối bỏ. Chị đã nghĩ đến con đường giải thoát cho mình, nhưng chị thấy thương cái thân chị, thương cho gia đình chị. Giải thoát bây giờ, liệu chị có sống được tốt hơn không? Cô mau cút ra khỏi nhà tôi đi, nhà này không chứa chấp loại con dâu như cô nữa. Con trai tôi cũng đồng ý rồi. Mẹ chồng chị ném quần áo của chị ra khỏi nhà, không cho chị mang theo bất cứ thứ gì. Anh lại nghe lời bố mẹ, bỏ mặc ánh mắt cầu xin của chị. Sự tuyệt tình đã đến mức cạn tình, chị còn mong được gì nữa cơ chứ? Chị cầm túi sách đi, không rơi lấy một giọt nước mắt. Chị ra khỏi nhà chồng chỉ với duy nhất 500.000 đồng trong người. Trời cũng đã xế chiều, nhìn người hối hả trở về nhà, chị chạnh lòng. Giờ mà về thế này, thế nào chị cũng bị hỏi lý do, mà chị cũng không muốn về nhà. Chị cần sự yên tĩnh lúc này. Chị kiếm một chiếc ghế đá, ngồi đó suy nghĩ ngẫm lại cuộc đời mình. Bao nhiêu năm qua, chị đã cố gắng vì lý do gì vậy? Cô ơi, làm ơn hãy giúp tôi. Chị giật mình quay lại, một ông cụ rách rưới đang cầu xin sự giúp đỡ của chị. Cụ ơi, cháu cũng đang... Chị ấp úng về hoàn cảnh của chị bây giờ, cũng đáng thương vô cùng. Cô ơi, tôi cầu xin cô, cháu tôi bệnh rất nặng. Mọi người nhìn chị lắc đầu, ra hiệu chị đừng cho ông cụ tiền. Rất có thể ông ta đang lừa chị. Thời buổi này lừa đảo nhiều lắm. Chị rùng mình, nhưng nếu lời ông ta nói là thật thì sao? Bất giác chị lấy tất cả 500 ngàn trong túi ra, đưa cho ông cụ. Chị không muốn nghĩ nhiều hơn nữa, chị chỉ làm theo lý trí của mình thôi. Cầm 500 ngàn trên tay, ông cụ mỉm cười nhìn chị, rồi dúi vào tay chị mảnh giấy nhỏ. Chị cầm nó nhưng không mở ra, mà mỉm cười nhìn theo ông, cho đến khi bóng ông khuất dạng. Tối hôm đó, bụng đói cồn cào, nhưng chị không biết kiếm đâu ra tiền mà ăn nữa. Xỏ tay vào túi cho đỡ lạnh, chị nhận ra mảnh giấy của ông cụ. Mở nó ra xem, mắt chị tối sầm lại, có khó khăn gì cứ đến tìm tôi. Một ông cụ ăn xin sẽ giúp được gì cho chị chứ? Nhưng hiện giờ chị rất cần một chỗ nghỉ chân, biết đâu nhà ông ấy. Chị đi theo địa chỉ trên giấy, để rồi đứng trước một căn biệt thự lớn. Chị sững sờ. Một năm chị biến mất, mọi người tưởng chị chán nản bỏ đi biệt xứ. Rồi chị đột ngột xuất hiện, ai cũng giật mình kinh hãi. Chị sang trọng, lịch lãm với chiếc bụng bầu đang nhô dần lên. Chị vô sinh cơ mà, không bị đuổi khỏi nhà chồng nữa. Ai cũng choáng váng khi thấy chị, nhất là nhà chồng chị. Nhìn chị cứ như ma vậy. Còn chị nhìn mọi người, chỉ mỉm cười đáp trả. Ông cụ ấy là một ông chủ lớn, nhưng không có con cái gì. Ông ấy đã dùng cách này để tìm một người tốt ở bên cạnh mình, nhận làm con nuôi trong những tháng ngày cuối đời. Và ông ấy đã tìm được chị, giúp đỡ chị vượt qua khó khăn. Chị cũng có cơ hội sinh được con cho chính mình dựa vào công nghệ của y học. Đó chính là duyên phận, hay ở hiền gặp lành đều đúng cả. Nhưng phụ nữ muốn hạnh phúc, phải học cách buông bỏ, sống vì mình trước đã. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những tin tức hấp dẫn mỗi ngày. Hẹn gặp lại các bạn ở bản tin tiếp theo.